quý vị hãy thành tâm chấp tay theo lời sư sứ thầy, quý vị lạy xuống. Ai đứng ở bên ngoài không lạy được thì xá. Nhất tâm đàn ân lễ tạm là hư không biên bản giới hóa hiền vị lai chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Lạy xuống xa xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2022, đầy đủ dương lành. Thì Pháp Hòa có chút Phật sự về đây, quý Phật tử cũng phát tâm đi tam bảo. Trước khi quý nguyện quy y, quý vị cần hiểu sơ ý nghĩa quy y là gì. Quy y nói cho đủ chữ là nguyên y tam bảo, chứ chữ quy y là nói gọn mới tắt, nói đủ chữ là nguyên y tam bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là quay trở về để nương tựa. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đạo Phật có ba ngai bảo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Cho nên khi chúng ta lại Phật, chúng ta lại ba lại. Lại ba lại là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Phật là gì? Phật là một người tỉnh thức giác ngộ, là một người thầy. Phật là một người thầy. Pháp là lời dạy của Phật. Pháp là con đường, là lẽ thật, là chân lý, dẫn dắt cho chúng ta đi trên những đường. Nếu chúng ta muốn đi đâu mà không biết đường được thì chúng ta không thể đi tới được. Nếu chúng ta muốn làm gì mà không biết cách làm thì làm không được. Muốn sống mà không biết cách sống thì sống không hạnh phúc, sống không khổ đau. Cho nên chúng ta nương tựa Pháp, nghĩa là nương tựa vào một con đường là lời dạy của Phật, để chúng ta sống có hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Quy y Tăng nghĩa là nương tựa vào một đoàn thể của những người tu tập theo Phật. Trước hết là chư Tăng, những người xuất gia. Kế đến là đoàn thể của các Phật tử đồng tu với mình. Hôm nay Thầy Pháp Hòa quy y cho quý vị. Thì Thầy Pháp Hòa chỉ là một vị Tăng đại diện hướng dẫn để quý vị thành cái pháp quy y thôi. Mà chư Tăng trong 10 phương này, dù là Tăng người Lào, người Thái, người Campuchia vân vân, các vị đó cũng là Thầy của mình hết. Chứ không phải là chỉ có Thầy Pháp Hòa mới là Thầy. Nhưng mà Thầy Pháp Hòa giúp cho mình thành được cái pháp quy y hôm nay, mình nương tựa một cái người cơ bản để mình tu tập. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là gọi là quy y tam bảo. Tại sao phải quy y? Tại vì mình quy y rồi thì mình sẽ có được một cái tên là Phật tử, gọi là có danh nữa không? Mà có danh thì phải có phận. Danh phận là gì? Phận là gì? Là bổn phận. Mà bổn phận của một Phật tử là gì? Là phải bỏ tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Vậy thì mình quy y không phải để trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà mình quy y để trở thành một người sống tích cực, làm lợi ích cho bản thân mình qua năm giới, năm điều đạo đức, đóng góp vào một cái gia đình hạnh phúc qua năm điều đạo đức, và làm lợi lạc cho xã hội này qua năm điều đạo đức. Cho nên Phật tử quy y là sống tích cực, chứ không phải để trở thành tín đồ. Một tín đồ của một đạo giáo mà không chuyển hóa, không tu tập, mà sống bê tha, sống không có đường lối thì đâu có tốt, phải không? Cho nên Phật giáo mình quy y rồi để trở thành một người sống đạo đức. Vậy thì bây giờ bỏ tất cả ác thì phải làm gì? Không giết người hại vật, việc tôn trọng sự sống. Không gian tham trộm cắp, việc tôn trọng tài sản của người khác. Không tà hạnh ngoại tình, việc tôn trọng hạnh phúc của người khác cũng như hạnh phúc của chính mình. Không nói những lời gian dối, lừa gạt, đâm thọc, gây gỗ, dựng chuyện nói xấu, lên án, vân vân. Để làm gì? Để tôn trọng chân lý.
Điều thứ năm là không rượu chè cờ bạc bê tha. Mình tôn trọng cái thân này cho cha mẹ cho mình. Cha mẹ cho mình một thân thể khỏe mạnh thì lẽ ra mình phải sống tốt để trả hiếu cho cha mẹ, thì mình lại đi hủy hoại thân mình bằng rượu chè xì ke ma túy. Rồi đâu phải chỉ dừng ở đó đâu, mình còn làm cho xã hội hạnh phúc gia đình không còn, xã hội thêm băng hoại. Như vậy năm giới này là năm điều đạo đức cơ bản để xây dựng đạo đức cho một con người, xây dựng hạnh phúc cho một gia đình, xây dựng bình an cho xã hội. Có cần phải Phật tử mới giữ năm giới hay tất cả con người này ai cũng đều phải cần giữ? Quý vị nhìn kỹ lắm này, nó đâu có dính dáng cái đạo gì đâu, phải không? Và nó rõ ràng thiết thực cho con người. Và đồng thời hôm nay quý vị chưa quên, mà xưa giờ năm giới này mình cũng đâu có dám làm đâu. Mình cũng đâu có giết người hại vật, đâu có gian tham trộm cắp, đâu có lường gạt dối trá vân vân. Vì mình vẫn biết được cái cơ bản đạo đức đó. Hôm nay mình quy để làm gì? Để danh chánh ngôn thuận official. Mà thường thường á, hai cái người mà họ thương nhau, tại sao phải đám cưới? Đám cưới để có danh phận. Danh là chồng là vợ, bổn phận của chồng và của vợ. Vậy thì quy y để có cái lễ để xác định cái bổn phận của Phật tử, sống có biết bỏ ác làm lành. Ở trên đời này cái gì mình làm mình không có phát nguyện, mình không có nguyện nương vào cái nguyện đó mình đi, cho nên không có cái nguyện lực. Cho nên lễ quy y này chỉ là một cái lễ để chính thức mình phát nguyện thôi. Quy y rồi thì tự mình biết mình là Phật tử, cho nên cố gắng. Có nhiều khi mình sợ đó thôi, mình quy y mình sẽ không làm mình sẽ tội, mình không quy y mình làm mình tổn tội. Nhưng mình nhờ mình quy rồi cái mình nhớ thôi mình là Phật tử rồi. Đang làm nửa chừng cái nhớ trực là dịch, phần nửa cũng đỡ rồi. Hay là mình làm rồi mình biết sanh tâm hổ thẹn tàm quý, mai mốt không dám phạm. Cho nên quý vị đừng sợ quy y, mà rất cần quy y để phúc liễm thân mình, thân tâm mình. Một chàng thanh niên chưa đám cưới thì muốn đi ngang đi dọc gì cũng không ai nói. Tao một cô phụ nữ như vậy, nhưng đã có gia đình, có đám cưới rồi thì phải có danh có phận. Danh là một người chồng, một người vợ thì phải sống đúng với cái bổn phận đó. Hôm nay mình cũng thế. Danh là nhà một Phật tử thì phải có bổn phận của Phật tử là bỏ ác, làm lành, giữ tâm trong sạch. Và đó là năm điều cơ bản của đạo Phật. Và tất cả ai cũng cần giữ để bảo vệ cho gia đình, cho bản thân. Quý vị thấy lá cờ Phật giáo có năm màu treo ở các chùa đó, cái lá cờ năm màu đó là tượng trưng cho năm thế giới này. Cái lá cờ màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam ở khắp chùa trên kia đó là năm thế giới này đó. Và tất cả năm châu này, nếu mà ai giữ được năm giới này thì một xã hội hạnh phúc. Thì đại khái là như vậy. Bây giờ quý vị đã hiểu rồi thì sẵn sàng để quy y ha. Xin đại chúng đồng chắp tay nói thân thiện. Vị nào chưa ghi danh vì sợ, bây giờ hiểu rồi phát tâm thì cũng đồng nói theo. Hay những vị đã ghi rồi thì đây là cơ hội để chúng ta ôn tụng lại. Xin tất cả cùng đọc lời phát nguyện. Quy y Phật. Quy y Phật. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. Quy y Pháp. Quy y Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đó là ba pháp quy tam bảo quý vị vừa tiếp nhận đã chính thức thành Phật tử. Nay trao năm giới cho đại chúng, xin đại chúng đáp rằng dự dạ giữ được sau mỗi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật,
không tán thành, khuyến khích mọi sự giết chóc. Đó là lễ thứ nhất, Phật tử có phát nguyện tiếp nhận giữ gìn điều này được không? Dạ được. Điều thứ hai, ý thức được bất công trong xã hội của trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con đối với những ai thiếu thốn. Đó là giới thứ hai, quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Dạ được. Điều thứ ba, ý thức được sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con ý thức được rằng để bảo vệ hạnh phúc của con thì bảo vệ hạnh phúc của người, và như vậy mới bảo vệ được trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và đời sống lứa đôi. Đó là giới thứ ba, quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Dạ được. Điều thứ tư là ý thức được rằng lời nói có thể mang hạnh phúc cho người, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau cho người, cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không phê bình lên án, dùng chuyện nói xấu hay gây bất hòa giữa những người này với người khác, mà con nguyện nói những lời tao nhã, dịu dàng, hàn gắn, thương yêu. Và con nguyện thực tập lắng nghe để cho giúp người khác trút đi niềm đau nỗi khổ trong lòng, và cũng giúp cho con thấu hiểu người khác một cách thiết thực hơn. Đó là giới thứ tư, giới nói lời ái ngữ và lắng nghe. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Dạ được. Điều thứ năm là ý thức được rằng thân thể này do tổ tiên cha mẹ trao truyền, mình phải có bổn phận bảo hộ thân tâm là thật tốt, và cách ăn uống có chánh niệm. Những sản phẩm như xì ke, ma túy, rượu chè, vân vân sẽ tổn hại đến thân. Những phim ảnh sách báo hay những trò chơi điện tử chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi là hại đến tâm thức của mình. Để bảo hộ cho thân tâm lành mạnh, thật tốt, con nguyện ăn uống và tiêu thụ hàng ngày thật có chánh niệm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Được. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày quý vị phát nguyện quy y Tam Bảo, nhưng mình một lần nữa được có mặt trong cuộc đời này từ lời dạy của Đức Phật. Cha mẹ cho mình thân này, chư Phật đã cho mình thân tâm được an tịnh, thân và tâm được an vui hạnh phúc, thì mình phải sống cuộc đời an vui hạnh phúc cho bản thân, giúp cho gia đình, cho xã hội. Nguyện Tam Bảo cho mọi đại chúng luôn được sức khỏe bình an, tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cuốn sổ quy y nha. Quý vị quy y, mỗi người sẽ có một cuốn sổ này. Trong này có tên của mình, có pháp danh của mình. Và quý vị mỗi tháng mở cuốn sổ này ra để mình có thể mình không có quên những gì mình đã tiếp nhận hôm nay. Trong này có cả tiếng Anh và tiếng Việt trong này. Phật tử Lưu Thị Trúc Chi. Pháp danh là Từ Tâm Diệt. Từ là từ bi. Tâm là cái lòng của mình. Diệt là một chiếc lá xanh. Lòng của mình từ bi và đẹp như một chiếc lá. Tôi thích màu gì đây? Nhiều trôi. Thôi lát quý vị chọn nha. Phật tử Tôn Văn Tường. Pháp danh là Tuệ Tâm Chương. Tuệ là trí tuệ. Tâm là lòng của mình. Chương là được sáng. Tâm của mình như một tâm trí tuệ được sáng. Cảm ơn. Phật tử Nguyễn Thị Hoa. Pháp danh là Từ Thanh Hương. Từ Thanh Hương, tâm từ bi luôn tỏa hương thơm. Bài giữ nha. Phật tử Nguyễn An Trường. Pháp danh là Tuệ Quan Nhẫn. Trí tuệ tỏ sáng của Đức Nguyễn Nhật. Lý Phạm. Jonathan Nguyễn Phạm. Mai Bạch. Con là Từ Hồng Khiết.
từ hạnh khiết á, là trong sạch tinh khiết đó, cái lòng từ bi và cái hạnh sống của con rất là trong sạch. Thầy dịch cho tiếng Anh luôn đó. Lý Phạm này thu bạch đây con, từ hạnh khánh, từ là từ bi, hạnh là cái cách sống của mình, khánh là vui, mình sống vĩnh hòa để vui luôn. Phạm thì không hạnh. Pháp danh là từ Hương Hòa, lòng từ bi của mình luôn luôn tỏ ra hương thơm của sự hòa thuận. Phật tử Trương Gia Huy, pháp danh là Tuệ Hảo. Tuệ Hảo là trí tuệ tốt, trí tuệ thông minh tốt. Trương Gia Hân, rồi pháp danh là Từ Hội. Hội là một cái sự quy tụ tạo đầy từ bi. Phạm Văn Thành, pháp danh là Tuệ Quang Tự, người luôn luôn có thành tựu trí tuệ sáng tỏ. Và Phật tử Tạ Minh Cường, pháp danh là Tuệ Lập Quốc, mình an lập quốc gia bằng trí tuệ của mình. Quốc Cường. Trần Thị Mỹ Loan, pháp danh là từ tính phụng, từ là từ bi, tính là mình niềm tin, phụng là phụng hành. Mình đã có lòng từ bi, có niềm tin thì cứ theo đó mà hành trì và phụng hành. Rồi bây giờ tất cả mọi vị ở đây, quý vị đều có một sông chuỗi để làm quà, ai thích thì lên. Quý vị chọn đi.